Chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe. Như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ làm về một chủ đề nóng vừa thổi vừa xem. Đó chính là liên quan đến dịch bệnh mà chúng ta đang phải đối diện với nó. Vấn đề như sau. Vào ngày gần tháng 8, 2020, cụ thể là ngày 31 tháng 7, đồng nghĩa với việc tháng 7 sẽ có 31 ngày và chúng ta sẽ phải đi làm nhiều hơn so với các tháng và cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều lương hơn. Mình xin lỗi, có lẽ là mình đang đi hơi sâu. Vào thời điểm trên thì một đất nước láng giềng với Việt Nam. Và khi nhắc tới Việt Nam thì mọi người cũng đều biết là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Tuy đoạn này không liên quan lắm nhưng mà mình vẫn cho vào. Đó chính là đất nước Philippines. Vào thời điểm đó thì Philippines đang đối diện với hơn 100.000 ca nhiễm. Và Tổng thống của Philippines có tên Rodrigo nói và khuyên người dân rằng hãy dùng xăng để khử trùng khẩu trang. Trong bài phát biểu của ông trên truyền hình thì ông nói na ná như sau. Chỉ cần đến trạm xăng thay vì nói đổ đầy bình đi em ơi thì hãy nhỏ vài giọt vào khẩu trang và đó là cách khử trùng. Và ông còn nhấn mạnh thêm, tôi không đùa, đó là sự thật, bạn nghĩ tôi đang đùa à? Và ngay sau đó, các chuyên gia y tế của nước này đã phải lên giáp gai và không khuyến khích mẹo khử trùng khẩu trang của Tổng thống nước này. Đó là câu chuyện liên quan tới chủ đề hôm nay mà mình muốn làm cho các bạn xem. Trước khi đến với phần thí nghiệm dùng xăng có diệt được vi khuẩn hay không, thì mình mời các bạn đến với mục tìm hiểu thêm khái niệm về xăng. Xăng là một loại nguyên liệu đốt cháy thường được dùng trong máy móc, nhưng đôi khi nó còn được dùng trong các bài viết. Khi đạt đủ 100 supply, ta sẽ đốt nhà ông nội nha. Mình cũng không khuyến khích các bạn trẻ nên làm vậy. Vậy, xăng có tác hại gì? Xăng là một loại nguyên liệu không tồn tại trong môi trường tự nhiên của chúng ta. Nó là sản phẩm thu được qua quá trình tinh chế từ dầu mỏ. Nó chứa khoảng hơn 150 hóa chất, điển hình như benzen, toluen, xylen và nhiều chất khác, rất gây hại cho cơ thể con người, đặc biệt là khi tiếp xúc lâu và hít phải. Và có thể các bạn chưa biết, khi xăng được tinh chế thành công thì nó trong suốt và không có màu. Và các nhà sản xuất đã cho thêm các loại phẩm màu để phân biệt nó dễ dàng hơn. Và bây giờ mình xin mời các bạn đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó chính là dùng xăng tiếp xúc với vi khuẩn dưới kính hiển vi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký, like video và comment những ý tưởng thật hay và thú vị bên dưới mỗi video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.